Thời gian tới là bố phải đi công tác một thời gian. Sáng mai đi sớm à? Đi đâu đây? Đi đâu? Sao vậy? Tuấn Anh à? Sáng sáng đây chúng chúng ta đi chú cầu đi. Đã tàu cầu đi không tạm đây luôn đấy. Đi bác vào lâu nay làm gì? Ừ? Bao lâu rồi đi nhỉ? Tình hình là sáng phải đi luôn. Đi luôn, thì ngay trong đây ạ. Ừ. Tìm cái gì cho mi? Đi đâu ấy? Bác chế mà. Alo. Thế thì chắc anh phải đi luôn trong đêm nay đấy. Đấy, chắc anh phải đi luôn trong đêm nay đấy. Hả? Đi đâu đây? Đi đâu? Sao vậy? Tuấn Anh à? Sáng sáng đây chúng chúng ta đi chú cầu đi. Đã tàu cầu đi không tạm đây luôn đấy. Đi bác vào lâu nay làm gì? Tình hình là sáng phải đi luôn. Đi luôn, thì ngay trong đây ạ. Ừ. Ôi, bảo sao mình đi bác luôn. Đi luôn đây để ấy. Chí bảo, số ca ba giờ chắc ba phải đi luôn đấy. Ba đi công tác một thời gian. Ba phải đi luôn đây. Ừ, xong việc ba về rồi, ba chưa biết lịch trình nào. Người bà nhá. Chào bà. Ừ. Ừ. Ở nhà đây có gì đâu. Ừ, nhà tí tao bà bây. Ừ. Nhá. Ừ. 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 Bye bye đi. Bye bye. Từ 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 đợi đây ạ. Ủa gì giỏi thế? Ủa hết rồi này. Hết rồi, đây chị lấy ra. Ủa hết rồi. Hết rồi, chị lấy ra cho nhé. Hết rồi, còn gì trong bộ. Chị cắt cho. No rồi, bụng nào, xem bụng nào. Xem bụng no chưa này. Ui, bụng căng tròn luôn rồi này. Giờ đi chơi nhanh, đi chơi, khám phá nhà mới. Ừ.
Ra mẹ nha. Dính mẹ dính sữa này. Xem phòng à? Đi xem phòng á? À? Xem phòng nhà mới như nào ấy? Xem phòng á? À? Ai vào phòng xem luôn. Thân bố đấy. À, xem hết một lượt đi. Tủ quần áo kìa. À, tủ mới chẳng gì hết. Chưa cắt quần áo vào. Xíu lại ba con về dọn đi nhá. Con vào đi, đóng vào, đóng vào. Ừ. À, lại đu dình. Xem cửa sổ như nào. Đây, lắm cành. Đi ra rừng. Con mở tủ rồi đâu, có gì đâu. Con đây này đi. Đây. Con đây này. Đi. Hả? Mở rồi đâu có gì đâu. Trời ơi, thích nhà mới quá. Bi thích phòng này à? Thích phòng này á? À? Chơi tiếp đi. Chơi nhún này.
Đúng nhỉ, nhảy 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 ra nè. Đi thôi. Đây, đây là mà. Không lên nào đi. Mình lên làm gì ấy? Bé đi lên nhé, còn dám tự đi nè, không có ai đâu mà sợ. Sợ chưa ai phơi quần áo baby á, ghê kìa, quần áo đang phơi à? Ok không? Điều ngày này rộng hết nhỉ? Đẹp chưa? Đây là tối lên đây ngắm sao này tuyệt vời nhỉ? Nhìn có cái cây gì lạ chưa? Tặng đi đi một phát thôi. Đẹp nhỉ? Em buồn đấy. Chờ ba cái này. Nào nào nào. Ừ. Thấy không? Ừ. Ừ. Thấy không? À đây hả? Sao sao ngủ hả? Sao ngủ hả? Sao ngủ đi hả? Sao sao ngủ à hả? À mình đi bà vậy đi, đi. Thank you.
đi. Các bạn quý không? Đấy, nào. Bi ơi, Bi, đi ra mở cửa cho chị đi. Bi. Dễ. Bibi, chị hôm nay tìm cách mở cửa hả? Xuống đây, xuống đây. Bibi, tôi đi mở cửa nha. Chạy nhanh đây hả? Hả? Không hiểu hả? Hả? Đâu đây? Đâu đây? Đâu đây? Đâu đây? Một cái đi. Lấy sữa gì ạ? Lấy sữa.
Trời ơi, đi giỏi thế, lấy sữa chị. Chị uống nha. Qua cho chị uống, đi giỏi thế. Giỏi thế. Em bị uống. Uống không? Không uống à? Đi uống đi chị uống nhé. Uống nhé. Uống cho nào. Cảm ơn đi nha. Cảm ơn đi lấy sữa chị nhé. Ừ, hết rồi, để ra đây. Cảm ơn Bi nhé, cảm ơn Bi nhiều đi. Bi đi sớm rồi, mẹ lan anh nhé. Ngày mai ba đi làm sớm. Ngày mai đi sớm ạ. Ngày mai đi sớm. Sớm mai Bi dậy không ngủ được. Bi đi sớm rồi. Bye bye.
Đi lại cái này. Không gọi chị đâu. Đi đâu ấy, vừa đi đâu về đấy, chạy kêu ấy. Đồ bàn chai mới của khán giả tặng ơi. Tôi đi từ đánh ra mở nước hay chỉ giặt khăn nhau, giặt khăn ra mặt cho. Mở nước này xúc miệng đi. Mở nước xúc miệng đi để rửa mặt. Mở nước, đi không mở à? Mở nha, xúc miệng đi. Thôi, rửa cái băng chải, tao đi rửa băng chải. Này nhìn lên mặt trăng. Đi lại cái này làm gì đấy? Không chơi nào. Vào tủ lạnh làm gì đấy? Ừ. Đi. Đi vào tủ lạnh làm gì? Đây đó. Thế quẩy nhá. Lấy quả này nhá. Quả này hướng nhá. Đây chị cắt. Ít quả kia nhỏ á. Lấy quả này cho Bi nhé. Rồi. Đúng đấy. Chưa, đúng không ạ? Cả ăn nhé. Rồi đây đi. Bi không ăn à? Này. Không ăn bưởi á? Ra đây. Bưởi ngon mà. Bưởi ngon mà. Tiêu mắn Hạ Bi. Ôi trời ơi, Bi giỏi thế. Bi làm dụng được á. Làm dụng được một quả này á. Rồi đi xuống nhé. Ừ. Dạ. Bi giỏi nhiều phép rồi đấy. Bi xuống nhặt bưởi bỏ vào tổ ấy. Đi bán nha. Rồi sao đấy? Rồi sao này? Rồi sao? Ôi, đã sợ. Trời ơi. Một quả thôi. Một quả thôi. Quả này. Bán kỳ rồi. Sao không ạ? Cái quả 6 đấy. Cái này. Cái ở đây nhé, chỉ đi mua đồ ăn và sữa cho đi nhé. Ba bát. Chỉ đi mua đồ ăn và sữa nhé. Còn đấy bán nốt không? Bán không được thì đi về. Ngon cực, ngon cực, ngon cực. Này, cho đi ăn. Ăn đi, vất vả vặt bưởi cả buổi sáng. Ngon không? Khác sữa chua ở nhà. Đây. Dính lên trên miệng kìa.
ăn trên, ăn ở dưới. Yanni, chúng vất vả cái sáng thì có chữ hộp sữa chua này đấy. Trải nghiệm tàn nhẫn này là việc đầu tiên mình liên tục nhai đi nhai lại những điều xấu hổ mình đã phạm phải trong quá khứ. Tất cả đều là những sai lầm mình không bao giờ muốn kể ra. Sao đây Bi? Sao đây? Ừ? Sao? Mẹ đâu? Sao mày? Sao cùng nhau chào em đi? Sao? Ừ? Mặt... Sao? Mẹ đâu? Mẹ ra đây đâu? Ừ? Đi ngồi đấy, đi ngồi đây, bán cái biển nhé. Thôi đấy. Bi vào đây làm gì á? Mang gì đây? Đó, mang bánh vào cho chị à? Bi mang bánh vào cho chị á? À? Cảm ơn nhé.
Con người bên kia bắt con này. Có khi đang xin. Lấy xin nào đây à? Hả? Hả? Ừ. Kìa, bóng kia. Rồi. Rồi. Nha.
Vi có chuyện gì à? Ừ? Sao tự nhiên sang đây? Chị đang học. Ừ? Bi. Bi ơi, Bi làm bánh rơi đấy. Ừ? Sao bánh rơi chạy vào nhà là sao? Sao? Ừ? Bán đồ trong nhà nhá. Bán đồ trong nhà là sẽ hỏng đấy. Mình không có tiền mua đâu. Nghe chưa? Ừ? À? Ừ? 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 À? Ừ? 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 Nè, ngoài nè. Ừ? Ừ? Nhá, hai ta đừng làm gì nhá. Thấy nhá. Con đẹp không? Ừ? Con... Đủ hết rồi. Lấy lội rồi đúng không? Chạy vào trong phòng. Đi nhà nhá. Ừ? Hả? Đi nhà nhá. Ừ? Sao đi? Bê cái này ra ngoài đi để dọn ăn nhá. Tao bọc thực phẩm lại đấy á. Bi bê bê này đâu cho mày để dọn ăn đi nhá. Đi đi. Rồi. Cái này ở đây là rất nhiều là ruồi muỗi nên là phải bọc thực phẩm. Đi ra đấy. Bên nhá. Bên này cho bán nhá. Bên được không? À đi đi. À đi nhá. Một cây mà không lại được mày đã tươi nhá. Một cây mà không lại được mày đã tươi nhá. Mười chờ ba. Thank you.
Em mẹ về đi. Em mẹ về nhá. Không phải. Em mẹ về đi. Đi. 2 ngày thôi. Đi ơi. Đi. Này đây nào. Này đây để cho mẹ về nhá. Đây đấy. Không phải. Đi. Này đấy. Này đấy cho mẹ về nào. Nào. Mẹ về có tí thôi mà. Mày nhảy lên hành lý cho mày về xe. Nào mà đi. Đi lên mẹ đi. Đi ra 13 nhé. Đi ra 13. Đi ra 13 đi. Đi ra 13 kìa. Đi ra nhá. Bye bye đi nha. Bye bye. Để mong 2 ngày nữa, để nhá. Đi. Đi. Đi lại đi nhà ba. Chỉ cần 1-2 ngày thôi. 2 ngày là sẽ quay lại với đi nhà. Thế. Đi ơi. Nào. Ê, ba về chỗ mẹ về. Ừ. Nào, ba về chỗ mẹ. Mẹ. Rồi, em về nhá. Bye bye đi nha. Mẹ, bye bye đi. Mẹ đi, mẹ đi. Ừ. Nào, khóc khóc. Ôi nha, mày về ngày 2 ngày thôi mà. Lạnh rồi, tối lạnh rồi, đi sẽ vào trong nhà ngủ nha, ngủ ngoan đi. 2 ngày nữa rồi, 2 ngày nữa thì qua mà. Nào thang bà về, thang bà về nào. Thang bà về. Thang bà về đi. Thang bà về nhá. Để mẹ về. Thang về ngày 2 ngày thôi mà. Ngủ ngon nhé, đi ngủ ngon nhé. Thang bà về nhá. Đi. Trời lạnh rồi, đêm muộn rồi, đi vào nhà nhé. Về hôm này, về hôm này. Được không? Đi vào ngủ. Ngủ ngon nhá. Nào, bà cho bà ngủ. Bà cho bà ngủ nhá. Bà cho bà ngủ nhá. Hai ngày nữa chị đến thôi. Không mày, tôi dẫn bố á. Này, hôn nhau đi về nào. Này nhá. Đi nhá. Nếu ngủ dậy thì không thấy mẹ với tim à? Ừ? Thế á? Nào, bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Rồi, nhá. Rồi, rồi. 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 Rồi, r
về về mấy ngày rồi? Về 1-2 ngày rồi, ok nhá. Bây giờ em buồn nhá. Dạ rồi, bao nhiêu lần đó? Bao nhiêu lần? Nhớ. Em buồn, nhớ. Ba nhà cùng vui hơn chứ. Hả? Hiểu rồi. Đừng khóc nữa, hiểu rồi. Đừng khóc, nhớ. Rồi đây, để ba cho Bi đi tinh răng nhá. Rồi, hiểu rồi má. Tôi dùng nhá. Bi uống đi. Cầm đây uống đi. Cầm đây. Đấy. Trời ơi. Đi đổi con má rồi. Trời ơi. Xong uống nước này vẫn thế này. Trời. Ướt rồi, ướt rồi. Ướt hết rồi. Thôi, ướt rồi để bà đi tắm thôi, sao giờ. Bi ơi là Bi. À dạ. Đây của Bi đây, uống đi, uống đi. Em cháu uống nước cẩn thận nhá. Nhá. Uống được không? Ê, sao lại chạy nhường lên người đến quân ba đây? Trời ơi này. Bi này. Bi thấy chưa? Ướt hết quần ba này này. Trời ơi. Lần cháu đừng thế nhá, thấy chưa? Ừ, sao? 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 Biết chưa? Hả? Rồi, hiểu rồi. Hiểu đấy nhỉ? Nè, giờ ba bắt đầu hướng dẫn là Bi cách uống nước băng cang nhá. Này, để ngồi chỗ này ba chỉ cho, này ngồi bên này khô này, được rồi. Này không ngồi xuống đấy đi, ngồi đấy. Thank you.
Đi. Đi đâu đi nhỉ? Đi ơi. Ôi, mở cửa đi đâu rồi? Chạy đi chơi đi. Ý ơi. Sao? Sao? Không ở nhà hả? Anh tạm ơi. Hả? Sao? Đi ra đây làm gì? Vừa ở đâu ra? Ừ? Vừa đi đâu ra đấy? Ờ. Nói thì bà bị ba con mình nấu ăn nhá. Ừ. Rồi. Bà nấu ăn nhá. Ờ.